Nam chất làm đẹp cho da từ nguyên liệu thiên nhiên. Thứ nhất, khoai tây đông đá, tăng sinh collagen, săn chắc da, trị thâm mụn, mờ nám tàn nhang, giảm thâm vùng mắt cho các mẹ mất ngủ. Thứ hai, cà chua đông đá, chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da, mờ đốm nâu tàn nhang. Thứ ba, dưa leo đông đá, giúp trắng da, xe khít lỗ chân lông, trị thâm quầng mắt. Thứ tư, sữa tươi không đường đông đá, xe khít lỗ chân lông, mịn da, trắng da. Thứ năm, chanh tươi đông đá, trắng da, xe khít lỗ chân lông. Chúc các bạn làm có hiệu quả và hãy cùng theo dõi Lân để Lân chia sẻ những video hữu ích khác nhé.